Này là về làm vợ anh, này anh làm nhiêu tiền anh đưa em giữ hết. Cái gì thiệt không? Ừ. Ê, vậy là chịu làm vợ anh phải không? À, nghiền quá. Ờ, chịu làm vợ thôi, khỏi nói nhiều nữa, hôn cái làm quen trước. Đồ đi về đi. Đi về chưa nổi. Không biết đâu á. Mai mốt gặp tôi nhớ chạy đừng mắt cho tôi đó. Còn tiền chuối sao? Còn tiền chuối sao em? Bịch, anh hứa sẽ chinh phục em cho bằng được. Chào đó nha Bích, anh sẽ cưới em. Bích. Dạ. Quen nhau lâu rồi, giờ anh muốn nói với em điều này ha. Anh nói đi. Anh hả? Rồi mất tiêu rồi. Thôi không sao đâu, anh mua cho em bong bóng khác nha. Thôi mua bong bóng khác thì nói làm cái gì. Bong bóng nó đẹp mà. Gặp người ta thương á là người ta leo lên, người ta chủ động, người ta lấy rồi. Chứ anh nuốt con người em vậy trơn á. Thôi được rồi, vì em anh sẽ làm tất cả. Anh sẽ lấy bong bóng cho em nha. Mơ điểm. Cẩn thận nghe. Chờ anh xíu nha cưng. Gần được rồi. Ờ, sắp được rồi kìa anh. Ơi. Gán lại. Cẩn thận nha. Cẩn thận cô té đó. Ơi. Gán lên. Không sao đâu. Một chút xíu nữa thôi. Trời. Cẩn thận. Thôi bớt rên đi. Ôi đau quá mẹ. Đi chơi cho đã rồi bị tai nạn rồi đem về rên rỉ hà. Không có làm được cái gì nên thân nên hình hết á. Trời ơi, tài ơi là tài. Con có nghe câu mà ăn coi ở nồi ngồi coi hướng không? Nghe. Cái bàn là để tiếp khách, cái bàn nước là khách tới người ta rót nước. Chân cẳng mà để vậy đó hả? Đau phải để chứ, trời ơi đau quá. Trời ơi, nó còn trả treo với tôi nữa. Để chú ngồi dựa đó rồi để quẹo đây. Tại sao mà cái bàn mà để vậy? Đau mà không thương mà cứ hành đó, trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, dung dích nó động quá, đau thêm rồi trời. Đau quá. Ông đàn an hỡi chút là rên, hỡi chút là rên. Tự mình làm mình chịu đi. À, bác ơi, cái chân này là lỗi tại con, ảnh nó bị như vậy cho nên có gì bác la con được rồi ạ. Không phải, tại con, tại Lanh mới ra nỗi này thôi mẹ. Dạ. Nói thiệt thì tôi không biết là lỗi của ai hết trơn á trời. Nhưng mà mẹ thấy con á toàn là báo hại cái nhà này, không có gì làm nên thân anh hình hết trơn á. Yêu đưa cho nhiều vô ha. Rồi chân cẳng bị vậy nè. Có người nào yêu á thương mà nó chăm sóc không, hay là cái người này phải lo chăm sóc? Dùng cái mặt là không ưa nổi vậy. Trời, đau mà không thương mà còn la nữa. Không chăm sóc mà còn bỏ đi nữa. Hay là cái này là lỗi của em, để em chăm sóc anh cho. Phải không? Thì cảm ơn em nghe. Lộc, anh hửi giùm anh ơi, còn mùi dầu sao thấy hết nóng rồi. Gì vậy? Thúi quá à. Thúi. Cái chân thúi quá vậy. Vậy là hết dầu rồi. Thôi mốt đừng đưa em hửi nữa nha. Anh biết mày hửi rồi đưa thôi mà. Ghê quá, anh ba anh tắm đi. Phải đi tháo hả? Anh Tài ơi. Ơi. À, chị chào Lộc. Dạ, anh chào chị Bích. À, em qua chỗ anh đi thay băng. Hôm nay là ngày kiểm tra cuối cùng của vết thương á. Thay băng xong rồi là cái chân nó khỏe rồi. Thôi, không muốn thay băng đâu. Hả? Sao vậy? Để thay băng xong rồi Bích không qua đây nữa là sao? Trời ơi. Nếu mà anh ba chờ chị Bích không qua nữa thì cưới chị Bích đi, cho chị Bích ở nhà mình luôn. Lúc đó không sợ gì nữa hết. Lòng chị Bích.
Anh Tài, em mới nói em bị đau chân, em qua thăm anh nè. Anh. Ui, anh. Ôi trời đất ơi. Trời đất ơi, trời. Cái gì mà cà sát gì mà cô đứng lên coi. Còn bộ lấy cái đường người ta đâu, sao mà còn gác lên nữa. Trời đất ơi, trời. Mai tao đụng vô người yêu của tôi hả? Anh Tài, anh yêu nó thiệt hả? Ừ, cũng có. Nghe chưa? Lộc, em nói giùm chị một câu công bằng đi em. Dạ... Em thích chị Bích hơn. Mỗi lần chị Bích qua thăm bệnh á, chị Bích đều đem bắp cho em ăn. Còn chị qua thăm bệnh á, chị không đem gì qua hết, mà chị còn ăn bắp của chị Bích cho em nữa. Anh Tài, giờ anh trả lời em đi. Giờ anh chọn em hay là nhỏ này? Anh nói đi. Ê, tôi nói thay nó cho. Thấy tụi nó ở kế bên nhau không? Tụi nó xứng đôi vừa lứa quá mà. Trong tương lai tụi nó làm đám cưới nữa kìa. Mà người ta thường nói là vợ chồng thì đồng cam cộng khổ. Tôi biết những lúc cô hết tiền cô mới tới thằng Tài tôi chứ gì. Gia đình tôi đã chọn con Bích là dâu rồi. Cô không cửa đâu, cô đi đi. Dạ, con cảm ơn bác. Trời ơi, cái bà đó giữ dữ sự. Vậy em làm mẹ anh nha. Cái gì vậy? Em làm vợ anh nha. Yeah! Quá đã luôn. Không sao. Vậy mà mẹ nó là mẹ bị dữ. Ôi trắng thề đen. Ba. Vậy còn ba thì sao? Sao hồi đó ba cưới được sư tử Hà Đông vậy? Mẹ con ngày xưa khác lắm. Mặc dù ký ức ba đã chôn giấu, nhưng hôm nay con hỏi thì ba sẽ kể. Tóc ba bây giờ đã điểm bạc, nhưng ba không bao giờ quên đâu. Không bao giờ quên được hình bóng của mẹ con. Hàng ghế đá xanh hàng cây góc sân trường, hành lang cũ xa dần xa bước chân người. Hành lang ấy, mẹ con trong tà áo dài trắng bay bay. Tung bay tung bay tà áo tung bay. Bà mãi mãi không bao giờ quên được hình bóng ấy. Sẽ mãi mãi bên em là thế. Và sẽ mãi mãi... Thôi anh ơi, anh cũng muốn kể cho mấy đứa nhỏ nghe không? Không kể lên ngủ. Biết sao không? Cái ký ức đó rất là sâu thẳm. Muốn kể thì phải là có lời hát nó dẫn thì anh kể mới được. Vậy kể được chưa? Chuyện là như thế này. Đây đây, Nam Thần kìa. Nam thần kinh thì có, trời thì nắng muốn chết, không sợ bệnh hay gì ý. Thúy. Trời đang nắng á, thì muốn đi đâu để tôi che cho Thúy nha. Nhất Thúy nha, được bí thư trường quan tâm luôn, có người bảo kê tha hồ mà đi muộn. Cảm ơn Sang nha, nhưng mà tôi tính đứng đây hóng gió thôi, chứ không có định ra ngoài kia đâu. Tôi xin lỗi nha. Xe của bạn bị hư hả? Ừ, xe tôi bị hư. Vậy mình sửa cho nha. Sửa được không đó? Được. Rồi, xong rồi đó. Ủa?
sao bạn cười? Ông sửa xe kiểu gì mà mặt lấm lem thế? Đâu? Đây, tôi đau cho. Xong rồi đó. Cảm ơn bạn nha. Mà bạn tên gì vậy? Tôi tên Thúy. Phỉ Thúy. Tên đẹp nhá. Ông tên gì? Mình tên Minh Tấn. Minh Tấn. Mà nhà của Phỉ Thúy á, cũng gần đây luôn hả? Ừ, nhà tôi bên này nè. Vậy ngày mai á, Tấn qua chở Thúy đi học chung được không? Vậy chở cả đi cả về nha. Được luôn. Xui quá trời, xe bị thủng lốp rồi. Mà tiết này là... Mà tiết đầu lớp Thúy là thầy Khanh dạy đó. Thầy khó lắm, đi muộn kiểu gì cũng ăn trứng ngỗng cho coi. Nhưng hồi giờ làm sao? Thúy, hay là Thúy lên xe của Sang đi. Đứng đây hoài, để học bây giờ. Sang nói đúng á, Thúy lên xe đi. Vậy Thúy đi trước nha. Tấn xem có chỗ sửa xe nào gần đây không thì ghé vào nha. Đừng có lo. Nè, Thúy đi trước đi, để trễ thầy phạt á. Tại mày không á, tự nhiên hư ngay lúc này hả, làm hại tao không có đi được chung với Thúy hả. Chết rồi. Rồi giờ làm sao? Chú bảo vệ vậy sao mà trốn? Tôi có cách rồi. Cách gì á? Thầy ơi, con đánh nhau! Con đánh nhau thầy ơi! Con đánh nhau rồi thầy ơi! Trời ơi, mấy cái đứa này không lúc nào để tôi yên được vậy! Công nhận trốn tiết vui thiệt luôn á. Trốn tiết không vui, trốn tiết cùng với Tỉnh mới vui. Thấy mệt không hả? Có, quá là mệt luôn. Gán đi. Ê! Hả? Tôi đau bụng quá hả? Thấy đau nhiều không vậy? Để Tấn đưa Thúy lên phòng y tế nha. Nhanh đi. Nhanh. Đi. Bộ chơi chung với tôi, Thúy bị điểm thấp lắm hả? Đúng. Mày là kiếp nạn thứ 81 của Thúy á. Từ ngày chơi thân với mày, điểm càng ngày càng thấp. Thúy có bao giờ trốn tiết không? Hôm nay lần đầu tiên rồi đó.
Tôi hiểu ý ông rồi.